VPP lựa chọn cuối cùng cái vị trí có lẽ là solo mid rồi, hoặc có lẽ là vị trí carry thôi, chứ solo mid thì sẽ là đẩy cho con Razor thôi. Carry đánh lại với cả vị trí con Chôn à, cần câu kéo thời gian. Carry sở lắc này, Juggernaut này, PL chăng? PL nhở? Làm con PL thôi. Nếu một lane không quá khổ được sự PL đi cả Weaver, Clock thì không phải xoắn quẩy gì nhiều. Và thậm chí là về late game, không, đó là một con Morphing dành cho các thành viên ở phía VPP rồi. Morphing, một con tướng tay dài, Clock, Wake, Weaver. Ok, một lane đi được cái từ vị trí của Morphing. Mình đang tính tới một con PL để có thể nhây, đánh nhây trong combat với cả các thành viên phía Team Spirit để đỡ quá phụ thuộc vào những anti. Nhưng mà con Morphing thì cũng khá là ổn để cho các thành viên bên phía của VPP. Hoàn toàn có thể hóa thân thành một con kiến với những cái Tsukuchi để di chuyển lùi về này. Có thể hóa thân thành một con Chôn, lấy những cái xoay rìu, xong sau đấy thì tăng độ mid lao vào đấm nhau. Và đồng thời là một con Morphing thì có thể êm chết với chữ Oracle luôn. Sẽ là dí theo một người Oracle, lao thẳng vào một EB, một Adaptive Strike là tiện biệt con Oracle luôn. Trong khi đó Team Spirit họ nghĩ rằng cái gì này, một con AM được pick ra dành cho vị trí Diraccio và Ergon sẽ là người cầm trông Warlock đi khu vực lane mid rồi. Ok, AM ở lượt pick cuối để chơi đối đầu với Morphling. AM chôn Weaver, ba con gần như là cần khá là nhiều tài nguyên, cần này rất nhiều tài nguyên và tạo spam. Và Razor Ergon anh ta chơi một con chôn đi với cả Razor á. Từ từ để anh đi lấy sổ đỏ đầm hết VPP thôi em ạ, còn đợi cái tôi gì tôi cũng chưa hiểu cái mục đích của bên phía Team Spirit là gì, mà tôi sẽ dùng ngôn ngữ của tôi ở trong cái trường hợp này, đó là pick chờ thua. Alo U à, cắm ngay cái sổ đỏ nhá, xong rồi chuyển lên được con xong rồi đấy. Phát này về chuẩn bị mua lại studio thôi em ạ. Vâng, em thấy rồi đấy. Đây ơi, Ergon thật ra là một con chôn đi mid gặp với cả Razor thì tôi mới chỉ thấy một người họ đã đánh hay thôi, đó chính là Top Sun đi lên mid thắng một con Razor, đúng rồi, thắng một con chôn. Ngoài ra thì tôi chưa thấy trường hợp ngoại lệ, nhưng mà đấy là việc đồng đội của anh đảo qua mid liên tục. Không, anh ta đi solo với một con Razor, anh ta farm hơn, anh ta di chuyển khéo hơn. Ok, thế nhưng mà ngoài ra thì tôi chưa thấy cái trường hợp nào nó như cái trường hợp này cả. Chào anh em nhá, mai anh em có khi không thấy mình trên kênh nữa đâu, mai mình thành gọi là cuộc sống khác rồi. Mình thì cũng đã gọi là ở nhà, cũng đã báo gọi là gia đình từ lúc mà trước khi trận đấu bắt đầu, lúc mình đang ngồi uống bia cũng đã bảo là có cái căn nhà, có cái mảnh đất ở Nam Đồ Sơn thì cũng đã cho ra đi rồi, gọi là đưa hết vào VPP 2-0 trong cái trận đấu này. Thế nên là có gì thì anh em cũng sau này nếu mà chúng ta không còn gặp lại nhau nữa thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình, cũng là do cuộc đời xô đẩy thôi. Đúng, chứ mình thực ra thì mình cũng chẳng có cái ý định gì đâu, nhưng mà đấy anh em nhìn thấy đấy, pick một cái line up này, AM, Weaver, xong lại có một con chôn nữa. Thực ra để combat tổng nhá, thứ nhất đã không có cái khống chế gì để chơi rồi. Thứ hai là đi gank. Chôn đi gank anh em ạ. Thôi. Còn line up này thì về nhà. Lại chúa quay đầu là bờ. Kéo con AM đi mid nữa thì tôi cũng nhưng mà AM không, đi mid đấy. Đang chờ đợi để đổi lane thôi. Chờ đợi để có thể sửa up lane giữa O Afterlife cũng như là vị trí của Diraccio. Lại là một kèo dị. Thực ra AM đi mid cả bây giờ thì cũng không hay. Cũng được. Anh ta sẽ không đi mid đâu. Chỉ là chờ đợi sẽ là đối phương xếp cái con Morphling nó đi ở cái lane nào thôi. Có vẻ là Diraccio anh ta vẫn sẽ di chuyển xuống lên khu vực bot. À, chính xác hơn là di chuyển xuống bot lên. Chôn đi với cả Razor à? Kèo gọi là... Chôn Razor là một cái kèo nó là... Thôi đừng đánh giá thấp quá, gọi là 70. Không, 70-30. Ừ, tức là chôn anh ta vẫn có thể farm được. Đúng. Nhưng mà rõ ràng là con Razor nó là con hero trên kèo. Con tay dài lại có hút đam. Với cái việc xoay rìu nó chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định. Không, quan trọng là cái slow. Với cái hút đam thì slow lại một nhịp. Sau đó là hút đam nó sẽ không quá hiệu quả. Dưới đây thì Ultimate đi cùng với cả con Dream Protector sẽ bị đấm cực kỳ đau. Không được đâu. Phải Blink luôn. Ultimate đi với cả Phượng xong lại còn có Dream Protector nữa. Farm thì đã khổ rồi, bị Fire Spirit bắn vào người. Xong sau đấy lại còn đấm tay đôi thì thực sự là sẽ là vỡ mồm AM luôn. Nào, và bây giờ các thành viên bên phía của VPP họ đang có cho mình cái trận đấu trông khá là ổn định. Và bây giờ thì DM cầm cho mình con Sun King, sếp cầm cho mình con Phượng đi với cả AM và Oracle.
nhìn thôi nha anh em, chỉ cần nhìn thôi là Oracle đã khó, đã hơi khó để có thể đi lại cái lane này rồi. Khi mà Oracle một con hero 640 máu DM thì ngay lập tức là xả cho mình một cái gọi là bão cát ra để có thể đứng quấy vào vị trí của PO, quấy vào vị trí của Diraccio. Lane mid nào, cùng xem cái kèo mid này. Chôn thì liên tục sử dụng cho mình những cái phi diều để có thể lát hit, nhưng mà trông thì có vẻ là chưa được nhiều cho lắm. Lát hit được mới có một con thôi. Trên top này có đấm nhau dữ dội khá khá đây. Immersion một thì có cock lại, có đẩy các cái huyền từ VP lùi về. Nhưng mà Epileptic kit thì thực sự đời một lane thoải mái cho Epileptic được. Chả có cái gì bắt đầu nó phình cả. Được cover quá dễ dàng bởi một con chiến vector rồi, gần như là cực kỳ vô địch cái đoạn early game này. Nó lên nó đấm một con club luôn, và thậm chí là con Weaver này mà láo thì cũng là ăn con đấm Weaver luôn. Con Weaver này nó đang không farm được, có thế thôi. 4 creep rồi, ra thì cả hai bên trông khá là ổn thôi. Bên phía của VVP đây, FN bắt đầu đi mid gọi là tín hơn, chỉ có troll warlock rồi. Deny mới có 4 con bọ. Sau cái turn creep đầu tiên, Deny có 4 con bọ. Và bây giờ tiếp tục nó sẽ deny được những cái con đánh xa vâng, nữa thì highway creep deny mất 4 con rồi. 4 con bọ. Và last hit cho mình được bây giờ sẽ là con thứ 11 deny. Vâng, chắc chắn là troll thì anh ta vẫn sẽ được farm thôi. Mà quan trọng anh ta farm được bao nhiêu khi một con Razor nó sẽ tiếp tục là gây áp lực lên anh ta. Vâng đấy, tút đam nhẹ nhàng này thôi. Check qua một chút. Con thì đúng là anh ta vẫn đang làm tốt, anh ta vẫn đang khá là ổn. Với việc là giữ được cái lượng máu ổn thế đấy, nhưng mà lượng farm thì nó là không nhiều. Misa bây giờ đấu tay đôi với cả sếp á, không gì đấu tay đôi với cả Phoenix. Ừ, anh ta vẫn còn spirit và sẽ là lao theo thôi. Misa hơi mạo hiểm quá rồi, sếp khó có thể chết lắm nhưng mà vẫn còn cho mình crush dive và Diraccio sẽ mất cho mình wake grip vào tay của con sen king này mà thôi. Hơi khó cho các thành viên bên phía team spirit, mình AM phải đi lane. Thực sự thì AM vẫn đang farm được thôi, vẫn có cho mình 12 creep nhưng mà vị trí con morphing kìa cũng là đang rất xanh. Và con AM rõ ràng nó phải mất thời gian farm rất nhiều mới có thể đánh nhau được. Muốn em và DM ở đây ư, DM chúng ta sẽ lùi về bình thường thôi, không quan tâm cho lắm đến cái việc mà bị AM harass vào. Dù là Diraccio anh ta ở dạng đi lane ta cũng có khó chịu con sen king ở đấy. Mà với con hero sở trang này thì cái việc mà chết ở đoạn đầu game nó đang hơi khó, khi mà đối diện anh ta là một lane khá là thủ, đó là AM như là một con Oracle. Một Flink trên này thì anh ta gần như là được bảo kê quá toàn diện bởi một cái con Twin Protector như này. Một Flink deny 3, Twin Protector deny 8 con, thế là 11 con mới mất có gần 3 từ quay clip bọn. Và Afterlife level 2, một vị trí bị giã liên tục vào bởi một cái con đó là một Flink gây chiều gap đặt ra không chính xác rồi. Cái cock tung ra với Immersion, và Immersion liệu phải trả giá cho cái tình huống này không đây? Không rồi, chúng ta có thể lùi về được. Một Flink thì mang đồ regen lên rất là nhiều. Con kiến thì nó vẫn chưa quay lại lane được. Trong khi đấy thì check qua cái kèo ở mid nào. Deny với 8 con và bây giờ các thành viên và bây giờ Ergon lại phải lùi thôi. Trong những tình huống hút đam như này thì liên tục là bị hút đam, đam nó lúc nào trong giai đoạn cái trạng thái đó là khoảng 40. Mà FN anh ta vẫn là người rõ ràng là nhỉnh hơn thôi. Deny mất con đánh xa, mất rất là khổ cho một con troll. Thực sự mất khoảng 4 con đánh xa thôi là anh em cảm tưởng là đã bị out một level rồi đấy. Và bây giờ không có cảm cái rune DD để mà Ergon anh ta có thể gỡ gạc lại một chút cơ. Một cái rune hết đánh trọng không có ý nghĩa. Và lát hit được con tay dài rồi. Ok, Ergon thì đang sắp anh tới ta phải, anh em có thể thấy đây, Ergon đang lựa chọn lên cho mình với Winlay để đi mid lại ở con troll này, xoay dìu để tránh đi cái lượng đam, hút đam nhiều quá. FN cục đến cái mức mà sử dụng cả cái Fortify để con troll này nó không farm được cái wave vừa rồi, hết sạch đam rồi đấy. Gần như là bây giờ không có một con creep nào trong wave vừa rồi dành cho chữ Ergon. Trên này thì Afterlife bị dí vào rồi, dưới bot thì xếp hạ một đi Diraccio. Vâng, cái gì vậy? Tôi không hiểu là con AM nó làm cách nào nó chết được ở cái lane bot này. Một cái lane mà đối phương cũng xác định là đánh thủ, chỉ gọi là harass nhẹ nhàng thôi, đánh hòa để đánh nhẹ nhàng thôi, mà cũng chết được thì cũng không hiểu là ông Ergon ông phải làm cái gì để mà thắng cái game này nữa. Trên này thì Epileptic Kid anh ta lại được cover bởi một cái đó là Living Armor. Thực sự cái lượng máu hồi lại khi mà đổi hết sang điểm Agility, và thực sự Epileptic Kid đi một cái lane như thế này thì cũng chả cần gì phải đổi sang điểm Strength làm gì cả. Mắc Agility rồi, cứ thế lao lên đấm nhau thôi.
đấm của Weaver này thực ra là kể cả con Morphling có chuyển phun máu đi thì máu nó cũng là xem thôi. Và rõ ràng là cái con Morphling nó đấm đau hơn. Và dưới này thì Dynastrio lại chết á. Cái gì vậy? Tôi đang xem, tôi đang không hiểu anh ta làm cái gì vậy. Anh nói thật nhá, có một cái tốc biến đầu game đã khó chết rồi. Ông này, cái tốc biến của ông ấy có hẳn một cái nháy mắt để mà anh ta gọi là sử dụng để biến đi. Thế nhưng mà gì nhỉ? Ta vẫn chết được thì tôi cũng đang chưa hiểu cái câu chuyện ở đây. Đang bảo là à thì thôi AM cũng farm được, nhưng mà AM làm hai lần lên bảng điểm số, bây giờ chạy bộ ra này, anh em trông con AM chiến không? Tóc tai đầy đủ, quần áo gọi trông là đồ bạc riêng, trông cũng khá là ma thuật đấy, ma mị. Không, nói đúng ra thì trông cũng khá là gọi là quả réo đấy, nhưng mà thế này thì không quả réo lắm đâu, khi mà số bị kill, chính xác hơn là anh ta bị hạ gục bởi hai con hero mà gần như là chưa khả năng giết người ở bên phía đối phương. Một con Sun King thì level 5, Kairi level 3, AM level 3. Tôi chưa hiểu vấn đề này là gì. Con Phượng mới level 4. Quá khó rồi, thực sự là một cái game đấu mà Kairi họ đang biểu diễn cái gọi là trò chơi gì đây. Nói đây nó không theo cái logic của Dota nữa rồi. Bây giờ Ergon cũng hút ta vào Immersion đến để fit thêm mạng nữa. Tát liên tục vào mồm Ergon. Rất may mắn là sống được. Bây giờ thì có lẽ là sẽ chỉ ra để nộp mạng cho FN thôi. Ra cống mạng là thực sự ra để cho mạng hay sao đây. Người nằm xuống đầu tiên đó là vị trí của anh chàng Immersion rồi. Và Afterlife anh ta vẫn đang dí theo. Anh ta lộ sai rồi này, nhưng mà có vẻ như FN anh ta cũng không muốn dí theo nữa. Tôi đang xem một cái thứ Dota nó hơi mù mắt tí anh em ạ. Và dưới khu vực land mode này lại một lần nữa, không carry thì support lên mảng điểm số rồi. Bằng AM ở đây nên Blink đi. Có con creep cũng không cho người ta ăn ạ. Mấy ông VVP trên này. Top thì mọc Blink một mình một ngựa rồi. Quất ngựa truy phong. Ở mid thì sao, Ergon họ thở thêm một tí. Giờ mới được level 6, nhưng khi đó là cái con Razor nó đã level 7 rồi. Set thì liên tục là di chuyển vào Harad Diraccio. Chết Diraccio này. Diraccio mà còn quay lại là chết này. Sẽ phải lượn đi thôi. Sẽ là TP về thành công thôi. Oracle có mặt đây sẽ không kịp làm gì đâu. Sếp lùi về rồi. Diraccio thì em xin anh rồi, vào trong rừng rồi vẫn không được chết thả. Nếu mà không Blink về là chết ạ. Một con AM anh em ạ. 7 phút dẫn 3k network thì đấy, anh em biết là mai anh em không gặp lại tôi ở trên studio, mai tôi thuộc thế giới khác rồi nhá. Nhanh dã man thật sự. Em thì giết anh ta bằng cái gì? Vừa rồi định lấy cái gì ra để giết cái con Razor này cơ chứ, tôi cũng không hiểu là ý đồ của bên phía Spirit họ đang định làm cái gì. Anh phải tưởng tượng là vừa rồi ba người di chuyển ra để cover cho nhau, nhưng mà đập gọi là trọng thương một người, đập chết luôn một người và đánh thương binh một người còn lại. Thế thì thôi, tôi cũng không nghĩ là ra ganh con Razor làm gì cho mệt cả. DM ở đây có cho mình level 6 rồi, rất thoải mái thôi. Anh ta hình như là còn có giày rồi, không biết là giày gì đây. Ô, trôn lao lên đánh Razor rồi. Ui, trông thấm dã man ạ. Ui, anh em ơi. Thật sự là quá nhiều sát thương từ trôn vua lót đây anh em ạ. Ba người tổ chức một cái pha gọi là đi ganh vào người của cái con FN này. Và FN đã giết chết một người rồi. Anh ta sẽ lẩu những người còn lại thôi. Và xếp dưới bot lại có mạng của Diraccio. Vâng, ba người dưới bot lần này chắc chắn là mở phải chết thôi. Dota thua cả ba lên, pick xong chờ thua anh em ạ. Pick được gọi là chờ thua rồi. Đấy, chốt bây giờ vào farm rừng anh em này. Trời ơi, Dota gì đây? Lao vào đánh Razor xong con support lao lên tự tử ạ. Rõ ràng đuổi con Razor về rồi nhưng mà support vẫn ở lại cho tự tử. Một con Clock thì làm gì được một con Razor cơ chứ. Tôi đang không hiểu. Và bây giờ Phượng có mặt ở đây rồi, di chuyển xa và thôi xong rồi. Ergon chạy lên rồi. Chết rồi. Bật cho mình anti lên nào. Cũng không bật anti và cuối cùng vẫn là cái chết thôi. Immersion bị quay lại ở đây và FN và tát đến chết chỉ Immersion luôn. Misa hai đấm. Hai đấm thôi. Khóa tay. Bật ulti. Chắc chắn là bật ulti. Phải quy luôn và chết luôn từ vị trí của Misa. Và bây giờ ui mắt tôi, Afterlife cũng không giết nổi cái con Phượng này nữa. Và FN thì cứ thế mà farm thôi. 9-0 anh em ạ. Và tôi chưa tưởng tượng là một cái game đấu mà tại sao mình làm cái line up nó trông thật sự là nó là đi ở anh em ạ. Thì nhá, thế nhá, mai anh em không còn gặp lại tôi Tommy đâu nhá. Anh ai em thì anh em biết là tôi với cả Khánh đang ở đâu rồi đấy. Anh em góp vốn mở studio rồi đấy. Cũng cần mở anh em mua lại studio này cũng được. Định giá thì nó chỉ rơi vào khoảng 4 tỷ thôi. Dễ quá anh em ạ, thực sự một cái trận đấu mà làm gì có cửa để comeback. Anh em nhìn Ergon level 7
Đây, 85 đam của Razer hút một turn, không còn một đam nào trên người luôn, không nói nhiều. Và con AM này, anh em nhìn đi, AM level 5, đi farm rừng. Đây, đi em tiện thể vào. Ê, ông lên level 6 hộ tôi cái, không cho lên level 6 luôn. Xong sao? Và bây giờ AM là khéo còn chết luôn ở đây cơ. Phép Edic búp vào để cứu vị trí Darachio, Darachio lùi về rồi nhưng cứ đi về thế này thì farm kiểu gì nhở? Vâng, Ngọc Linh còn biến cả thành một con Weaver và nó còn đang xuống bot đi săn cái con AM này. Bây giờ có đi về không? Có đi về không? Level 5 rưỡi sắp tới 6 anh em mà cố gắng lắm rồi. Nhưng mà thấy vị trí Epileptic kia ở đây thôi đi về luôn. Không có tơ tưởng gì đến cái level 6 trên người của AM cả. Đấy anh em ơi, cảm giác một cái game đấu 10 phút AM level 5. Network AM nào 2004. Bỏ đi. Xong rồi đấy. Mang pick đùa với cả anh em. Nói đùa với anh em thôi chứ được lấy đâu ra tiền mà gọi là dự đoán kết quả. Vâng, tôi lo 3 bữa một ngày chứ xong đây, một ngày chỉ ăn một bữa. Anh em là còn đòi GA thẻ. Vâng, có vẻ như là Dota TV họ cũng không chấp nhận được một cái trận đấu như thế này. Trước khi mà cái mạng thứ 10 nó diễn ra thì đang có một tình huống gọi là Lạc rồi. Cái tình huống này chắc chắn là do Dota TV rồi, anh em chờ xem sẽ đến một đoạn gọi là tình huống đích ra rồi, đích ra luôn đi. Đây rồi. Nó tự đích ra cho mình mà, Dota TV thông minh lắm em. Lớn. Chịu. Tôi không hiểu. Nói thật bảo với cả anh em là dự đoán đấy thôi chứ còn dự đoán thôi chứ còn mình... hơi đít tí anh em ạ, đợi một tẹo quay lại sớm thôi. Bọn mình thì làm sao mà nhanh tốc độ thần thánh thế được anh tôi em. Tôi mà đoán được trước tương lai cái kèo này nó hay không thì tôi ở Dubai lâu rồi. Ở Dubai sống hết rồi anh em ạ. Và đấy, 10 bao xong có mạng thứ 10 luôn, rất cẩn thận. Đây rồi, cùng quay trở lại cả in game thôi. Bao xong cái là có mạng thứ 10 ngay anh em ạ. Razer thì có gậy lốc ở phút thứ 12. Còn tôi chưa bao giờ farm được nhanh như thế này. Sướng chơi một trận đấu khác gì bay pắp 3k không. Thực ra là đây là sớm mớp em ạ. Đây là kiểu mấy ông sống 6k xong rồi xuống nhỏ 2k chơi đi dạo chơi đấy. À, lap đúng xia luôn nhá, chuẩn xia luôn 3 co. Đúng rồi. Lap full Southeast ACL. Đánh là phải là 5 co. AM lại còn phải chôn. AM chôn. AM thì dỗi. Thánh chôn hề chúa. Bậc thầy hài ước. Chịu rồi. Chúa hề. Nào, và Didactio đứng ở đây một mình. Thích thì Overgrow làm luôn mạng của Didactio này. Bây giờ mà Overgrow thì Didactio chết luôn. Không kịp dãy dụa cái gì cả. Và Didactio. Cái gì âm trứng á. Cẩn thận thế. Và bây giờ Didactio về đâu đây. Chết ôi. Rồi. Sao. Đi rồi đó. Âm trứng anh em ạ. Đó là một ấp quả cả trứng. Trứng để giết một con AM. AM level 6, tôi mà chơi cái game này tôi là con AM tới khóc luôn, bỏ quit luôn gì. Tôi chắc là tôi phải gõ gì gì từ lúc nãy rồi. May cho các anh em là vẫn còn có là 10 mạng hạ gục đầu tiên. 11-0 anh em ạ, đánh rất cẩn thận luôn. Không cho đối phương có nhu cầu thở trước gì cả. Không, không cho đối phương cơ hội để thua. Đúng rồi, không cho đối phương cơ hội nào dành cho các thành viên ở phía VPP thua cái game đấu này đây. Và chắc chắn là tỷ số là 2-0 rồi. Bây giờ thì đánh cái gì? Ôi, scan ra vào đầu của Ogon ạ. Ôi. Đi farm bị scan trúng ạ anh em ơi. Thôi, xong rồi. Ogon anh ta cũng ngửi được cái mùi thối ở bóng tối, anh ta cũng lùi về. Sẽ là lùi về thành công thôi. Và bay lên khu vực land mid này, sếp thì up up trứng để câu down, anh nghĩ up trứng để cooldown. Thì cũng có giết ai đâu thì up quả trứng đi cho nó cooldown với. Nhưng ở đây thì Misha anh ta nhìn thấy con Razer rồi. Sẵn sàng một mình đánh 5 luôn, cái chết. Ui giời. Thôi đỏ chừng này được rồi anh ơi, thôi. Ui cái lượng đam hút kìa, xong cứ tát vào người Misa trông tổn thương thực sự. Và tan vỡ cõi lòng đến từ Misa và Unstoppable dành cho đội chiếu FN. Cái trận đấu mà các thành viên bên phía team Spirit Spirit Cup xem anh ta đi được bao nhiêu đam. 300 đam XP đấy, XP mà đam 116 à. 116 đam. Chỉ là đến lúc mà cái con kia nó biến mất thôi. Chứ đấy thực sự là không phải lượng đam. Nào và bây giờ chạy tổ công tác đi em ơi, trong người có thịt chó chạy ơi, chúng tôi động đến hai ông ra cầm thịt chó trong người chạy luôn. FN có mặt đây và Immersion đang cố gắng để gọi là giữ lại để cho Ergon farm thôi. Nào bây giờ thì N level 9 di chuyển trong những cái lùm cây rất khó chịu với từng chịu N. Chưa hiểu là YouTube đang chỉ chính xác là Dota TV đang chiếu cái gì ở tôi đây. Con mạng gì á? Đâu ấy, ăn đâu ấy? Ăn đâu đây? Có thấy ai lên đếm số đâu? Kìa. Ăn mạng ở đâu ấy? Nả ní. Đảo được trộm cái mạng con chim Victor ạ. Đây thì Ergon bị dí vào rồi. Cố gắng gọi là làm cái gì đó ở đây. Bị lốc lên tới được một con trôn. Hết sạch đam rồi. Chạy làm
gì nữa anh? Chạy làm cái gì nữa đây? Dí theo chăng? Đợi cooldown cái skill 1. Không, Misa chết rồi đấy nhá. Misa chết rồi, cả hơi gọn. Cố gắng thở ulti lên. Dắt chó đi dạo nào. Vâng, tôi cũng chưa hiểu là cái gì đây. Đây là một tình huống anh em gì đấy không? Cái gì quay trở lại mở anti đánh chói rút để cho vị trí support lùi về. Đấy, và support cũng không lùi về luôn. Nào và bây giờ Oatalai vừa săn được con gà sau bị sấy mọi người. Oatalai bị stun lại rồi nhưng vẫn còn gọi là áp lạc để có thể lùi về. Nhưng mà bây giờ tôi thì anh em chúng ta cũng chỉ xem cái trận đấu này gọi là cho nó vui thôi. Anh em có muốn gọi là đổi topic không? Tôi nghĩ là trận đấu này thì bàn luận gì nữa nhở? Xem hai bên tấu hài thôi anh em ạ. Chứ còn bây giờ thì giờ tôi xem là còn ai bên phía của team VP họ có thể chết được đây. EB phút 16. 16 phút EB. Chưa biết là phải chơi kiểu gì. Ủa, tôi đi xem Epileptic thụt từng ông một này. Thủ trên người 32 thủ luôn. 32 giáp dành cho Epileptic Kid. Từ gòn của full đam đánh vào người Epileptic Kid bây giờ cũng bị đánh cái gì nữa. Ôi, điện mất luôn. Ôi, Adaptive Strike đi luôn ạ. Không có trơn. Đốt một Deadwood của bên phía Team Spirit. Một combo của Mọc Linh, anh ta biến mất luôn. Cái sao, gì sao nhỉ? Không biến thành con trôn trước nhỉ? Để lấy cái con trôn tí vào đấm trụ cho nhanh. Ờ, cũng đúng nhỉ? Ờ, có khi ông phải quên. Có khi khả năng là quên. Ông không, tí biến thành AM em ạ. Xong rồi chém, thôi xong đội bại. Không có khả năng phép để chơi luôn. Chào chơi chào anh em. Chào thì... Thôi từ tôi... từ, hết game đã. Từ anh em ạ. Ôi, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng họ cũng GG cho clip đỡ khổ anh em ạ. 16 phút trên turbo hả các ông? Tôi thật sự cũng chia